Xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo Anh. Mình đang là giảng viên về kèn saxophone tại Trung tâm Nghệ thuật Âm nhạc Adam. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn biết về cây kèn saxophone cũng như con đường. Như các bạn đã biết, đây là cây kèn saxophone, một loại nhạc cụ solo rất phổ biến mà các nghệ sĩ trên thế giới như Kenny G và những nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam như nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ Hồng Kiên và nghệ sĩ nhạc gia của Thị Đạt sử dụng. Cùng với cây kèn saxophone và những đam mê của các bạn có thể thể hiện được cá tính mạnh mẽ của mình hay là những giai điệu tình cảm trên chính người bạn đời của các bạn, cũng sẽ rèn luyện được thể lực của các bạn tốt hơn. Cũng giống như là thanh nhạc, chơi kèn saxophone thì cũng như các loại nhạc cụ kèn khác, bạn đều cần có một cột hơi rất là tốt để mới có thể sử dụng được âm thanh trên saxophone như ý bạn muốn. Ngay sau đây mình sẽ ví dụ cho các bạn thấy.